Công dụng thứ ba cũng tương tự. Công dụng này thì người ta nói về thói quen, habit, hoặc là những cái việc mà chúng ta làm một cách thường xuyên. Chúng ta sử dụng những trạng ngữ chỉ về cái tần suất đó, ví dụ như chữ often, chữ always hay là chữ sometimes. Những ngữ khác đó mà chỉ về thời gian đó hay là tần suất đó, ví dụ như là every Sunday hay là nghĩa là mỗi ngày chủ nhật, hay là twice a month, tức nghĩa là 2 lần một tháng, cứ mỗi một tháng đó, nó xảy ra 2 lần, thì mình dùng thì hiện tại đơn. Và cũng so sánh với lời hiện tại tiếp diễn ha, là bởi vì hiện tại tiếp diễn đó mình cũng có thể dùng hiện tại tiếp diễn cho những cái thói quen, nhưng mà những thói quen đó là những thói quen mới, những thói quen tạm thời hay là những thói quen mà làm cho mình cảm thấy khó chịu. Còn hiện tại đơn đó thì là những thói quen mà đã lâu dài rồi, mình thực hiện những thói quen đó rất là thường xuyên thì mình dùng thì hiện tại đơn. Cái chú thích mà về hiện tại tiếp diễn đó, chút xíu nữa qua phần tới phần đó mình thì các bạn sẽ thấy rõ hơn ha. Đại khái những câu này đó, các bạn cũng lưu ý một điều, đó là khi mà chúng ta học phần lý thuyết đó thì những công dụng này đó là người ta khái quát hóa, người ta tổng quát hóa lên những công dụng mà những tình huống mà trong thực tế người ta hay dùng, nên các bạn sẽ thấy nó hơi khó hiểu. Nhưng khi các bạn nhìn vào câu ví dụ đó, các bạn phân tích câu ví dụ, các bạn sẽ thấy rõ ý nghĩa của những câu công dụng này hơn. Ví dụ câu này: anh có hút thuốc không? Rõ ràng cái việc hút thuốc là một cái thói quen đúng không? Giống như là mình hút, hôm qua mình hút, hôm nay mình hút, ngày mai mình cũng hút, và cứ 50 phút mình hút một điếu chẳng hạn, thì rõ ràng đó là một câu mà chỉ về cái thói quen, một cái hành động mà lặp đi lặp lại, một hành động mà thực hiện thường xuyên. Đó, mặc dù trong đây nó không có những cái từ chỉ về tần suất như là often hay là always, nhưng mình vẫn hiểu được đây là một cái việc mình lặp đi lặp lại. Rồi, câu tiếp theo cũng tương tự ha, nhưng câu này thì có rõ ràng cái chữ là every Tuesday, là cứ mỗi thứ ba đó, một tuần đó thì tôi đi chơi quần vợt một lần vào ngày thứ ba, là mỗi ngày thứ ba tôi đi một chơi một quần vợt. Câu này thì nó hơi khác một chút, là bởi vì người ta dùng cái dạng phủ định. Tôi không có đi du lịch thường xuyên lắm. Tức nghĩa là gì? Tức nghĩa là mình vẫn đi đúng không? Mình vẫn đi. Nhưng cái tần suất nó sẽ hơi thấp hơn một chút, nó không có được nhiều lắm. Cho nên mình mới nói là tôi không có đi du lịch một cách thường xuyên lắm. Tôi vẫn đi, nhưng mà thỉnh thoảng đi một lần thôi, là hay là hiếm khi lắm tôi mới đi một lần, nhưng mà tôi vẫn đi ha. Thì các bạn hiểu cái câu đó như vậy, lý do tại sao người ta dùng thì hiện tại đơn và có dạng phủ định ở đây.